Dạ mẹ. Dạ. Bài đầu tiên mình sẽ sửa là bài 34 à, dưới bài 31. Đó, bài 34 thì mình sẽ đạt. Đạt sin của thế là bằng t, và đừng quên đạt như thế này thì t của mình sẽ thuộc từ từ một tới một. Lúc này cái phương trình của mình nó sẽ trở thành bốn lần t bình. T bình đây là phương trình tương đương với 4 lần t bình, đúng không em? Trừ cho he nhân cho một cộng can he t cạn với lại can he bằng không. Để giải được phương trình này thì mình sẽ bấm máy tính đây mày, bấm máy tính. À, tất nhiên mình bấm máy tính ra số không được đẹp cho lắm. À, cái số nó không được đẹp cho lắm, đúng rồi, số của mình nó sẽ không được đẹp, cho nên mình sẽ phải đoán đoán này. Thầy bài em cách đoán này, đầu tiên bấm máy tính ra cái đó, bấm cái thầy nó sẽ bấm giải cái phương trình bật ba này em nè, 9 he he, với hệ số thứ nhất là bằng 4, hệ số thứ hai là trừ he nhân cho một cạn can he, đúng không? Hệ số thứ ba là can he, nó sẽ ra được 0,7 bả với lại 1/he, 0,7 bả với lại 1/he, nó là 0,7 bả ấy, 0,7 bả với lại 1/he, 1/he thì nó đẹp đẹp rồi này, đúng không? Bây giờ 0,7 bả là cái gì nữa, không biết bả là gì nữa, không biết bả. À, em nhớ rằng này, em nhớ chúng ta có một cái số mà hắn rất là đặc biệt đang xuất hiện trong cái bài toán này là số can he. Thì số can he thì em bấm máy tính đó, em sẽ thấy là nó sẽ bằng là 1,414 gì đó nữa. Thì khi mà em gặp cái số 0,7 này, em mới liên tưởng tới hắn sẽ là can he tiên he. À, em thử đi, em lấy 1,414 em chia cho he, à thì nó đúng rồi là 0,7071106 luôn. Cho nên đó là cách để chúng ta giải được bài toán này, em hiểu mà. À, em phải hiểu được, em phải nhớ đợt đầu tiên là can he là bằng 1,104 em thấy không? À, em phải nhớ được điều đó. Và khi mà em giải ra 0,7071 trong máy tính đó, thì em đoán là nó là can he tiên he, đúng không? 1,4 chia he là bằng 0,7. Đây, xong rồi em mới từ từ có thể thua ra được rồi. Xong rồi em mới giải tiếp. Giải tiếp thì rất là dễ, đúng không? Mình giải tiếp như thế này. Giải tiếp như thế này. Đây, bật ra em giải lên như nào. Nó sẽ tương đương với cho nãy chúng ta đặt sin x bằng t, đúng không? Đặt sin he x bằng t, cho nên sin x bạn can he tiên he, hoặc là sin của he x bạn 1/2. Chúng ta có tiếp là sin của he x. Xử lý ở đây chúng ta ship sin của can he tiên he mày. Ship sin can he tiên he thì em sẽ được là pi tiên 4. Ship sin đi biết. Và ship sin của 1/2 thì em sẽ được là pi tiên 3. À, pi tiên 6 em. Pi tiên 6. Bấm máy tính này, cái này bấm máy tính rồi đây. Thế rồi ở đây chúng ta tiếp tục áp dụng công thức nghiệm của Hồng Sinh. Ở đây đoán lẽ thầy ghi thành he nhánh này, đoán lẽ thầy ghi thành he nhánh. Bây giờ thầy ghi thành he nhánh luôn. Đó, với hoặc là nếu hoặc là trường hợp một, đúng không? Sin he bằng sin của pi tiên 4. Lúc đó chúng ta áp dụng công thức nghiệm của Hồng Sinh, chúng ta được tương đương với he bằng pi tiên 4 cộng với lại co he bi, hoặc là he x bằng bi trừ bi tiên 4 cộng co he bi đó, và co vậy, đúng không? Tiếp theo he x bằng bi tiên 4 cộng co he bi, hoặc là he x bằng bi trừ bi tiên 4, chúng ta bấm là 1 trừ 1/4 là bằng 3/4, tóm lại là 3 pi/4 cộng k he bi. Đó, sau đó muốn tìm x thì x bằng và x bằng. Ở đây chúng ta chia số he xuống,
bi tiếng bóng mà chia he là bi tiếng tóm, coi he bi mà chia he là thành coi bi thôi. Ở đây là ba bi tiếng tóm cộng với lại coi bi đó, nó sẵn mình tìm luôn. Cái đề đầy đủ của bài này á là cái đề là giả cái phương trình này trên cái đề là từ 0 tới bi, đúng không em? Từ 0 tới bi nè ha, từ 0 tới bi. Người ta hiểu mình, người ta bị mình đếm số nghiệm thôi. À, từ 0 tới bi. Đây là một bài trắc nghiệm nha, từ 0 tới bi. À, từ 0 tới bi. Cho nên tới đây mình giả ra tới chỗ này rồi nè. Cái mình lại tiếp tục cho nên mình mặc mũ ấy. Cho nên mình lại tiếp tục mình ghi hai dấu xô ra. Cho nên mình để dấu xô thì chỗ này thôi mình thay là cái dấu khóc cho nó đẹp đẽ vậy này. Thay bằng dấu cạn. Bi tiên với hạt còn cháu trên mình có nét, ở trên mình có với rồi thì cho nên mình ghi là trường hợp một. À, đúng không? Trường hợp một x bằng bi tên tóm cạn với coi bi. À, chúng ta dễ như là một bài tự luận luôn này, thầy nhạy là chỉ là cách dễ cho em này, bởi vì mình cần dễ tiên đoạn từ cái khoảng từ 0 tới bi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dễ từ 0 tới bi là 0 nhỏ hơn bi tiên tóm cạn với coi bi là nhỏ hơn bi. Thầy ba em làm chi tiết chuyển cái bò bi tiên tóm thì qua hai bay này, bi tiên tóm qua đây là trừ bi tiên tóm. À. À, bi tiên tóm qua đây là bi trừ bi tiên tóm là bả bi tiên tóm, đúng không? Lồn rất là từ từ nghe, bả bi tiên tóm. Sau đó chia bi, chúng ta còn lại co thôi, lồn ra để còn lại co thôi mày, co thôi. À, chia bi thì chỗ này còn trừ một phần tóm, đó, và chỗ này có bả phần tóm. Đó, bởi vì là co thuộc giấy, đó, em ghi thêm cái này là vì co thuộc giấy. Đây, co bằng không, chỉ có thể bằng không thôi. Em hiểu mấy cái này không mày? Bởi vì lớn hơn trừ một phần tóm, trừ một phần tóm là không phích máy đó, không phích một tham lam, còn bả phần tóm là không phích máy đó, không phích tóm máy đó. Cho nên là nằm giữa không phích một tham lam với không phích máy chắc chắn có số không thỏa mãn thôi, nó không còn số nguyên nào cả. Cho nên cái nhánh này này chúng ta có một nghiệm thỏa mãn này, này chúng ta có một nghiệm thỏa mãn, một nghiệm đó, bởi vì coi bằng không mà. Thì nếu mình làm từ luận á, chúng ta với coi bằng không thì suy ra x luôn này, suy ra x bằng cái nhánh này. Nếu mà coi bằng không mà chúng ta có x bằng bi tiên tóm này, đúng không? Bi tiên tóm cạnh không nhân bi là bằng bi tiên tóm. Đó, rồi nó chỉ là một nhánh nhỏ thôi. Tiếp theo ấy, trường hợp thứ hai, trường hợp hai là x bằng ba bi tiên tóm cạnh với lại coi bi. Đó là cũng y như vậy, chúng ta sẽ tìm được, chúng ta và y quá trình như vậy em này, em sẽ tìm được x là bạn 3 bi tiên tóm là cái số thỏa mãn, được chưa? Cái em chấm này, quá trình em chấm. Đó. Và thì bây giờ thầy bà cho em kinh nghiệm này, em mới nhắm nhám thế này, em mới nhắm nhám thế này, tức là em thấy 3 bi tiên tóm á thì có vẻ là hắn thuộc vô trang cái từ 0 tới bi chưa, chắc chắn không tới bi rồi. Thì mấy cái còn lẻ lần này để mình biết không hay không hay có còn thuộc nữa không. Thì em hiểu là nếu mà ba x bằng ba bi tiên tóm thì coi bằng mấy? À, coi bằng không, đúng không? Coi bằng không. Thì nếu mà coi bằng một á, em phải cạn thêm một bi vô nữa. À, khi mà em cạn thêm một bi vô nữa thì nhả ra cho ngồi cái khoảng này đâu, đúng không? Bởi vì cái khoảng này cái độ rộng của hắn chỉ có một bi chứ mấy, đúng không em? À, giống như là đây này, giống như là có một cái đoạn đường, thầy là ví dụ dông về xíu nhưng mà em hiểu hiểu thế ấy. Có một cái đoạn đường nó về 10 mét, thôi về 5 mét thôi được rồi, về 5 mét như đây. Có một cái ông đó, ông đứng ở vị trí một bất kỳ ở giữa cái đoạn đường đó, ông đứng chạy chỗ này đây, ông đứng ở vị trí chỗ này trên cái đoạn đường này. Xong rồi em biểu ông nhả 5 mét, ông nhả tới hay nhả lui 5 mét. Đó, ông nhả tới 5 mét làm tới chỗ này, ông nhả lui 5 mét làm về chỗ này. Ông nhả thì kiểu chi á thì nó cũng ra ba ra khổ đoạn đường của em hết á. Thì em hiểu là cái số bi tiên tóm ở đây này với lại cái số ba bi tiên tóm ở đây là cũng y như cái âm này đó. Ba bi tiên tóm á là hắn đã nằm ở trên cái khoảng từ 0 tới bi gì đúng không mày? Ba phần tóm thì nằm từ 0 tới 1. Mà khi mà em tha co là bằng, thì đối với đó co bằng 0 đó. Ví dụ như với co bằng 1 em cạn cho bi, với co bằng -1 thì em trừ cho bi. Em cạn cho bi thì giống như là cái ông nó nhả tới một cái khoảng bằng y cái khoảng của đoạn đường á 5 mét, chắc chắn nó rồi phủ rồi, nhưng mà không lại
Đó là cách để em làm trắc nghiệm, em nhìn nhanh được đó đấy. Còn nếu mà em làm tự luận thì tất nhiên em phải đi toàn bộ quá trình ra đời, đúng không ạ? Đó là cái nhánh thứ nhất của mình. Nhánh thứ hai chúng ta hoàn toàn tương tự, đúng không? Nhánh thứ nhất thì chúng ta có hai nghiệm cho cái nhánh này rồi nè, đúng không? Đây, hai nghiệm cho nhánh này nè. Nhánh thứ hai hoàn toàn tương tự đi với thầy muốn em lồn với thầy lần nữa, với sinh ích, với sinh hệ bàn sinh của bi tinh xá đấy, có nè. Rồi, tiếp. Xin thấy bài bài xin hoàn toàn tương tự quá trình chúng ta có làm nhanh khúc này nè. Ở đây có công thức nghiệm là thấy nó bằng bi tinh xá cộng với lệ cơ he bi, hoặc là he x bằng bi trừ bi tinh xá, đúng không em, là bằng nam bi tinh xá cộng với lệ cơ he bi đó, như thế. Tiếp theo chúng ta chia số 2 xuống, chia số 2 xuống thì em sẽ có là he x bằng bi trên 12. À, chỗ này x bàn thôi, x bàn thôi, xin lỗi, chia số 2 xuống này, x bàn, x bàn pi trên 12 đó, cộng với lại co pi, hoặc là x bàn nam pi trên 12, cộng với lại co pi, rồi, tất nhiên, nhiên là với anh làm tự luận anh cũng xét trường hợp một em mày. Trường hợp một chúng ta có x bằng pi trên 12 cạn với lại co pi, xong rồi em cho pi trên 12 này cạn với lại co pi vô ngầu giữa số 0 với số pi, cái đoạn cái khoảng mà mình xét em. Còn đây này, ở đây em biến đảo như thế bên này, em chuyển rồi em tìm được co nguyên. Nhưng mà lại theo cái cách nhìn của cái âm ni hồi nãy này, chúng ta có điều gì? Em thấy không? À, pi trên 12 là một cái số nằm ở giữa cái đoạn từ 0 tới pi, đúng không? Cái khoảng từ 0 tới pi. Đó, âm chỗ này là pi trên 12 này. Mà nếu mà em thì với coi bằng 0 á thì nó thỏa mãn là pi trên 12 này là được luôn này. X bằng pi trên 12 được nè. Các em thử tha x bằng tha coi bằng 1. Em tha coi bằng 1 thì em thấy cái âm này bắt đầu nhạt. À, nó sẽ cạn thêm một pi, từ pi trên 12 cạn thêm một pi nữa. Thì nó sẽ qua ra phụ quãng đường này, là thành 13 pi trên 12 thì sẽ lớn hơn pi rồi. Hoặc là trừ đi một pi thì không nhả ra. Cho nên cái nhánh này chúng ta nhẩm được là chỉ có một cái nghiệm này thôi, đúng không em? Nghiệm này thôi. À, trường hợp 2 là x bằng nam pi trên 12 cộng với lại co pi, thì trường hợp này cũng chỉ có một nghiệm là nam pi trên 12 thôi. Lý do hoàn toàn tương tự. Nam pi trên 12 là một số nằm hoàn toàn trong cái đoạn từ 0 tới pi. Với coi bằng 0 thì x bằng nam pi trên 12 là thỏa mãn. Với coi bằng 1 nhả ra khổ khoảng đó rồi. Với coi bằng trừ 1 lùi ra khổ khoảng đó rồi nên không được. Tổng hợp trong 4 trường hợp của hai nhánh, chúng ta có nhánh này cũng có hai nghiệm nữa. Vì vậy khi mà người ta hỏi số nghiệm của phương trình này á, đó là bài tập này số nghiệm của phương trình này chắc chắn là 4 này. Đáp án B mày. Đó, đáp án B. Được chưa? Rồi, thầy tiếp tục làm tiếp cho em khu bài này, bài này. À, bài này. À, bài 38 này dễ chưa hè? Bài 38 này dễ chưa em bé Yên? 38 này thầy dễ chưa đấy? Thầy dễ chưa đấy mấy đứa? Bài 38 này, bài 38 này tiết trước là dễ chưa hè? Tiết trước là dễ rồi chứ. À, dễ rồi, nhớ dễ rồi. Đứa này. Ủa, đứa mua lục rồi. Đâu thầy? Ly hình đó đấy, hình nó cũng phù hợp rồi đấy. Hay là thầy bấm lậu hay đang bán? Cái mà lạnh nè. Đào mình dễ rồi, nhớ là thầy 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 cho mình dễ rồi, mình bỏ cái nghiệm bên này, mình bỏ cái dữ kiện trang he đi nè. Thầy kéo xuống rồi thầy còn bài mô nữa không? À, bài này thầy cũng dễ rồi cho em rồi nè. Bài toán này cũng dễ rồi cho em luôn, nhưng mà mất cái chữ mài ở đây nè. À, nếu mình bài toán nó có chữ mài thì mình dễ ráng. À, mình thử dễ thì hay. Nó dễ toán đó, bài 42 này. Nào bài 42. À, nếu mà toán có chữ mài thì còn ra. À, thầy nói em rồi đó, nếu mà chúng ta vừa có toán mà vừa có cua toán thì em hãy đạt là em đạt toán là bằng t. Em đạt toán x bằng t.
thì tự nhiên chỗ môn bằng cô con á thì nó sẽ được tha thế bạn. Chỗ nào mà có cô toan được thay thế bằng 1 phần t, khi đó cái bài toán của mình trở thành t, phương trình của mình á tương đương với t cộng m nhân cho 1 phần t bằng tốn, đúng không? Bằng tốn. À, đối với những bài mà có toan với cô toan thì chú ý cái đặt điều kiện trước thì, đúng không? Bữa nay mình muốn đó. Điều kiện là gì đó hả? X cos b tiên ha cạnh co b này, đúng không? Với lại x cos co b này. À, bởi vì có toan với là có cô toan xuất hiện một lần luôn mà. Cái tối hữu là tìm tất cả giá trị thực của m để phương trình có nghiệm, đúng không? Có nghiệm. Có nghiệm thì ra cái cách xử lý của mình đối với cái bài đây là mình làm ra mình quy đồng, bởi nó mình quy đồng đúng không? Nhớ cái cách quy đồng của mình á là mình sẽ nhân t cho cả hai vế. Vế cái này nhân t là thành t bình này. Cái này nhân t là thành m thôi này. Cái này nhân t là thành tóm t. Đúng không em? T nhân t là t bình. 1 phần t nhân t là bằng 1. Còn lại m thôi nhân tóm t. Cái thầy mới chuyển cái này về phía bên này. T bình trừ tóm t cạnh m bằng 0. Thì đây em là một cái phương trình bậc hai. Thì yêu cầu bài toán nó sẽ tương đương với để cái phương trình bậc hai này nó có nghiệm em, thì ra để phương trình bậc hai này nó có nghiệm thì delta của nó phải là lấy bằng không, đúng không? Delta lấy bằng không, delta lấy bằng không là lũ có nghiệm rồi, đúng không? Đó. Thì delta bằng gì? B bình phương trừ cho 4ac 64 lớn hơn đặt bàn 4m m nhỏ hơn bàn 16 đó, đúng không? Chia số 4 xuống 16 thế thôi, mình nhỏ hơn bàn 16 thì mình sẽ chọn đáp án là D, được chưa? Đó. Còn nếu mà có nghiệm trên khoảng này là một cái bài toán là kiểu như hơi phức tạp chút rồi, chúng ta chưa cần dễ nhưng bài phức tạp đi mà không cần đâu, dễ mấy bài đơn giản thôi. Đây cho mua nào để cô nè, kiếm cái bài mua ai cái bài bài nam đi, không dễ bài nam này, đạt đề bài nam đi em. Đạt đề bài nam đi. Bài nam, bài nam đây là gọi là bài nam tự luận, đúng không? Bài nam tự đạt đề, đạt đề rồi xong là lãnh lãnh chết vô vãi luôn. Ok rồi, mình dễ nè. Em thấy ở đây mình có code 4x. Đó, mình có code 4x. Và ở đây mình có cái gì? À, mà đây mình có sin x nhân cho code x. Em có thấy quen quen không? À, cái quen của mình á là có một công thức mà mình cần phải luôn luôn khắc ghi trong đầu, là sin x là bằng hai lần sin x code x. À, nhớ cái điều này ấy. Cho nên là nếu mà có sin x code x á thì hãy đưa về sin x. Được chưa? Thì hãy đưa về sin x. Thì lồng ra để nó có xuất hiện số 2 ở đây. Chúng ta có một cái số 12 đây nè. Số 12 thì ta nó có số 2 ở đây. Chúng ta có cos 4x là bằng cạnh thứ 6 nhân 2 nhân cho sin x nhân cho cos x. Đó là cách biến đổi của em ấy từ nam bằng 0. Khi đó em có cái phương trình là cos 4x cạnh với 6 nhân cho sin 2x trừ nam bằng 0. Em thấy đúng không ạ? Nó số 6 là 2 lần sin x cos x. Xong rồi đây tới đây mình phân tích bài toán xíu nữa ấy. Mình sẽ có cos 4x với lại có sin 2x. Thì công thức nào liên quan giữa hai cái điều này với nhau mà công thức của chúng ta sẽ là gì? Công thức xuất phát đó, em phải nhớ được công thức này nè.
đó là cos kx thì bằng 1 trừ 2 lần sin bình x. Đó. À, nhớ công thức này để làm cái gì? Thì nó là cái sự liên hệ giữa cos của 2x với lại sin của 1x. Thì bây giờ nếu mình có cos của 4x với lại sin của 2x thì cái mối quan hệ này hoàn toàn giống nhau, miễn là ở chỗ này nè em này, nó gấp đôi cái chỗ này. Thì chỗ này chúng ta xử lý như thế là em có công thức là cos của 4x thì bằng 1 trừ cho 2 lần sin của 2x tất cả bình. Nghe theo công thức này giống nhau. Đây này, từ đây nó suy ra công thức này. À, thấy không? Hoàn toàn có thể được ngay. Cho nên chỗ này, nếu chúng ta thuộc được công thức này và cách xử lý này á thì hoàn toàn chúng em tha thế là bằng 1 trừ cho 2 lần sin bình của 2x. Đúng không? Cho nên thầy tha thế này. Cos 4x là bằng 1 trừ 2 lần sin bình 2x này. Đó, thấy không? Trạng với 6 lần sin 2x trừ 5 bằng 0. Tới đây á thì từ một cái bài toán mà chẳng liên quan gì với nhau như thế này, à, thầy đã đưa về một cái bài toán mà chỉ có một cái ẩn đó là sin hế mà thôi, đúng không? Chỉ có một ẩn là sin hế mà thôi. Thì tới đây á, nếu mà em cẩn thận á, em sẽ làm cái động tác là em sẽ đạt ẩn phụ. Còn nếu mà em nhót nhót á, em có thể làm nhanh được á, bấm máy tính thẳng luôn chỗ này luôn. Bây giờ thầy cẩn thận này, đạt là sin hế đạt bằng t. Được chưa? Sin hệ đại bằng t. T của mình chắc chắn là hồng sin nên sẽ thuộc trong khoảng từ đoạn từ trừ 1 tới 1. Cho nên phương trình 1 ở đây á, đạt số 1 cho nên anh liền mặt cái cộng số của mình đó, đúng không? 1 trừ cho 2 lần sin bình tức là 2 lần t bình cộng với 6 lần sin thì 6 lần t trừ cho nam. Đó, nhớ là phải đưa vào tất cả là sin hết nha, cái công thức chỗ này đó là hà đúng không ạ? Công thức mà xanh nhưng mà đưa xuống cái mà xanh ở dưới này đúng không? Đó, nhớ điều đó nghe. Cái chỗ này bấm máy tính là chỗ này bấm máy tính không kể đúng không? Đây, cái tình cả với xá t trừ cái bóng bằng không. Bấm máy tính chúng ta được hai nghiệm đó là t bằng gì đó và t bằng gì đó. Anh tới đây cũng như giải quyết bài toán là mình sẽ không dễ nữa ấy đúng không? Được không? T bằng màu hoặc là t bằng mấy đây? T bằng 1 hay là T bằng 2 à, hay nhẩm nhẩm dưới đây không biết có đúng không. À, T bằng 1 á thì nhớ là T bằng 1 thì chúng ta thỏa mãn. Còn T bằng 2 chúng ta lục ở đây em này. Bởi vì ngay từ ban đầu em có chi này. Khi mà em đạt sin hết bằng T á thì sin á thì phải thuộc trong đoạn từ 1 tới 1. Mà em bằng 2 á là một cái sự vô lý. Lục đi hay. T bằng 1 thì nó tương đương với sin hết. À, sẽ dễ là dễ luôn thì nên đúng không? Sin hết bằng 1. Sin hết bằng 1 thì x bằng mấy? Thì 2x bằng mấy? Đây là cái dạng, đây là một trường hợp đặc biệt cho nên phải nhớ nè, sin x bằng 1 thì x bằng pi trên 2 cộng với lại cos 2π đúng không? Từ đây chia xuống x bằng pi trên 4 đúng không? 2 chia xuống đây nè, 2 nhân 2 bằng 4 này cộng với lại cos pi cos thực giấy. Đúng không? Để lại cho em thời gian cho em nghiên cứu lại bài toán một chút ra hủ gì đây à, người ta chỉ hủ như vậy mà thôi đó, nghiên cứu lại đi thầy cái ham kêu này dễ nhanh cũng không được đó, cái đề là cái đề đây là cái đề này. À, cái đề thật chắc là chỗ này là số 12, trả lời số 12 phân tích cái đề. À, thầy phân tích được cái đề thấy cái chỗ này có sin với lại cos. Cái thầy mới ngay lập tức thầy trích ra một cái số 2 từ cái số 12 này để có thể kết hợp là 2 sin cos. Đó, thầy kết hợp cái 2 sin cos này này về làm sin hết. Đó, ok. Về làm sin hết. Còn số 6 thì để lại. Đó, sau khi tới là tới cái dạng thứ hai. Tới cái dạng thứ hai thì thầy mới xuất hiện một cái nảy sinh ý tưởng là mình phải đưa về phương trình một ẩn mà thôi. Thì thầy mới nghĩ lồn ra mà đưa cos 4x về sin hết được thì mình mới dựa vô công thức là cos 2x thì bằng 1 trừ 2 lần sin bình x.
công thức mình còn bàn là bàn hay là cos bình x trừ 1 nữa em. Đó, nghĩa là nếu mà muốn đưa cos thế thì cos x cũng được, nhưng mà ta nên em muốn đưa cos về sin để nó đồng bộ với cái ở dưới em này, nó có thể đặt ảnh được, cho nên thầy mới dùng công thức ở đây. Cho nên là cos hai x bằng 1 trừ sin bình x, thì cos 4x thì bằng 1 trừ hai lần sin bình hai x, đúng không? Đây, 1 trừ hai lần sin bình hai x. Sau đó thầy nói là đang chỗ này em có thể đặt t cũng được, đặt t cho kỹ, hoặc là bấm máy tính ngay chỗ này cũng được nè. Em biến đổi phương trình nhưng bấm máy tính nó ra nhả ra luôn cái chỗ này luôn nè. Đó, nhả ra luôn chỗ này luôn nè. À, mình đặt t cho nó kỹ còn này. Dạ, yeah, đặt t rồi bấm máy tính được hai nghìn này. Để chú ý nó lụa đi nghìn bằng hai đi. Xong rồi ra đây. Ra đây thì em cần phải nhớ công thức là sin bằng 1 là đây. Sin bằng 1 thì bi trên 2 cộng cho 2 bi. Đó, nó dễ đây viết luận thôi. Nó dễ đây viết luận thôi là được rồi. Đó. Nhá, sin bằng 1 thì bằng chi, sin bằng trừ 1 thì bằng chi, sin bằng 0 thì bằng chi. Và tương tự đối với cos. Dạ. À, thầy lưu lại cái đề giảng nó bọn em mà không hiểu xíu nữa có thể cua lẹ, có thể vô vô YouTube cua lẹ thì giải lên YouTube luôn cho nó đầy đầy. Yeah. Rồi. À, mấy bài dưới này thì mấy bài là những cái bài khóa trên cái đề thi một tiết đó. À, sẽ khó hơn chút, chúng ta sẽ quan sát thử đề môn mình cua lẹ mình có thể làm được mình lên. Bài sáng không biết thầy dễ cho em chưa, bài sáng em khi mình đặt hai đó mình có mình cũng nên đến đoạn như nào để thầy chỉnh độ sáng lên chút. Rồi, làm thử đề đề bài sáng này khó, khó sáng khó tư duy ra công thức. À, cái này bài sáng này đã cung cấp một vài công thức cho em. Nga từ cái bon đào của cái phút mà đề ảnh này mình sẽ có bộ công thức, ví dụ như là một phần cos bình x thì là sẽ bằng là tan bình x cộng một. À, ghi công thức này vô, hoặc là công thức là một lần sin bình x, một lần sin bình x thì bằng cô bình x cộng một. À, nếu mà em thuộc cái bài này thì bài sáu nó trở nên rất là dễ. Bài sáu chúng ta có ba lần sin bình x đúng không, ba lần sin bình x thầy viết ở đây là bài bài sáu này, phương trình để cho nó tương đương với ba lần sin bình đó thì thầy sẽ viết nó thành là rồi cũng hay một mũi là ba nhân cho một phần sin bình đúng không, một phần sin bình thầy tha thế là bạn cos bình x cả một cos bình x cả một. Thế là chỗ này là cạm, à, chỗ này là trừ cho he can boy nhân cho cô tan x trừ sáu bằng không. Chỉ cần một bước đi nhỏ nhỏ thôi, mình đã biến cái phương trình này á về một cái phương trình mà có thể đề ảnh phụ đấy nè, thấy không? Đề ảnh phụ ấy chúng ta có ba lần cô tan bình x trừ cho he can boy nhân cho cô tan x trừ cho chỗ này thầy trừ cho xá nè, xong rồi chỗ này em thấy có ba nhân một là bằng ba ha, trừ xá cạnh ba là bằng trừ ba à, không ha đó tính để cho mình khổ đạt luôn, mình đang chơi cho mình khổ đạt luôn, mình sẽ vẽ phương trình đặt he chỗ này ấy. Mình sẽ vẽ phương trình đặt he, bấm máy tính với thầy đây, bấm cái ba trừ he can ba với lại trừ boy, à nó sẽ được he nghiệm, và he nghiệm lúc này nó đẹp quá, nó quá đẹp, nó sẽ là một nghiệm là bằng can boy, à, cái cô to này, một nghiệm bằng can boy, can đã là số 6 mà tiện là số đẹp bài, và nghiệm tiếp theo á là bằng trừ can boy bằng boy, đúng không? Các em quay lại cái việc chúng ta vẽ một cái phương trình cô to thì lồng ràng, bởi vì trang máy tính của em á không có cái hồn cô ton,
Cho nên mà khi mà em gặp một cái hòm cô ton mà em dỡ nó ra được rồi á, em hãy đưa nó về ton em hãy. Cái cách đưa rất là đơn giản. Chỗ mua mà có ton á, chỗ mua có cô ton á, thì ton cô ton ít bằng can bo á, thì ton ít nó sẽ là một phần can bo. Đó, tôi cho mà. Giờ cô ton ít bằng cái bò này á, thì ton ít nó sẽ bằng. À, đoán lại là nó sẽ là chi đây? Đoán lại là bằng một phần trừ can bo tiên bo đúng không? À, cô ton bằng này thì bằng một cái này. Nhưng mà bò này để vô bờ rừng rò quá, em thực hiện bấm máy tính một cái hệ nó sẽ ra được số đẹp hơn, đó là trừ can bo. À, được chưa? Sau đây em giải thích cái này. Giải thích cái này thì đơn giản rồi. Ở đây chúng ta có một phần can bo á, ship ton một phần can bo cho thầy. Em sẽ được bi chính xác. Cho nên em cũng nên để ton ít bạn. Đúng không? Chỗ này em bấm ton ít bạn m, em ship ton m. Trang trường hợp số đẹp nó ra luôn bi chính xác luôn. Nó ra em về ton bi chính xác. Được chưa? Còn chỗ này ở dưới này em cũng ship ton trừ can bo. Cô ship ton trừ can bo ra chưa? Ship ton trừ can bo nó sẽ được là trừ bi tiên bo. Ton của trừ bi tiên bo. Đó, ở nhiều bọn thắc mắc rằng bởi vì rằng thầy thầy ra trừ bi tiên bo mà em ra trừ 60 độ nữa thì trong là hạt lượng gió á, thì máy tính của em á hắn đo số một trường hợp thì nó sẽ ở chế độ radian em, chế độ là radian nha, thì em mới có thể xử lý nó ra được những cái số như đây nè. Thì để nó ra được chế độ radian nó thì em phải bấm shift mode bóng. Alo alo, mấy đứa còn nghe thầy đúng không à? Alo alo, đang giật giật. Có thầy. À, hồi nãy giờ tín hiệu ổn nha em, có cái chỗ mua ngắt quãng hay là giật lót chưa mà em? Có hơi rè rè thôi. À hơi rè, à rè rè là rè từ bon đào tới trừ đúng không em? Dạ. À, rồi đấy là chắc cái mic thằng rè đó, chứ cũng không có thể đa đảo thằng được, thằng rè thì phải chịu thôi. Ra là trả lệ bây giờ có đây là chế độ radian này, máy tính em phải ở trong chế độ radian là ship mất bóng, ship mất bóng à, hay là ship mất he he, tùy máy tính của em là máy tính gì. À, rồi sau đó mình tới đây dễ được cái gì nữa hay tới đây dễ được thôi, mình không dễ nữa. Ở đây thì áp dụng công thức nghiệm hồng ton x bằng bi liên bi x bằng bi liên xác cộng co bi hoặc là x bằng trừ bi liên bo cộng co bi, vậy thôi. Đó. Rồi về dưới này thì ra thôi, nhưng mà tạm thời bỏ lại về dưới này. Bọn muốn nghiên cứu những cái bề dưới này á thì đầu tiên em phải thuộc cái những cái công thức biến đổi. Thứ hai á, là có một công cụ mà đo số mà em đã biết rồi, đó là cái áp này nè em này, cái áp quanh đo em này đó, thầy chỉ biết một cái áp này thôi, không biết còn nó mua nữa không. Cái tên là quanh đo ở trên cái thuộc á, tản gì xong rồi chụp cái bài toán nó sẽ hiện cái bài vẽ cho anh. Hầu hết mấy cái bài tập này thì chắc chắn có lời vẽ rồi nè, có đau cái áp nó gì hạt toán vui lắm. Bà môn mà không biết mình mở lên ok luôn, sợ thằng nói luôn. À, trở lại với lại cái dọn thứ hai của mình, bữa đó là thầy dạy em he dọn, hay dọn nó dọn thứ nhất là dọn he phương trình bậc he đối với sin và cos. À, nhưng mà thầy ghi cho em á là thầy ghi cho em là phương trình đồng bậc đối với sin và cos. À, đồng bậc là gì, giải thích bữa nó chưa giải thích cái chữ đồng bậc. Đồng bậc có nghĩa là em thấy cái sin bình ở đây không, sin bình có nghĩa là bậc he, là sin nhân cos không, sin nhân cos thì hắn cũng chính là bậc he, bởi vì bậc một nhân bậc một mà ở đây có cos bình thì bậc he hết luôn đó. Những cái phương trình mà hắn toàn là bậc he hết này thì hắn gọi phương trình đồng bậc. Ok em nào, à, sin bình sin cos, cos bình sin bình sin cos, cos bình sin he x, he sin bình à cos he x. À thì cái này có vẻ như không đồng bậc đúng không, nhưng mà hắn là đồng bậc đó. Dễ bề này biết nè, dễ bề hăm boi hay dễ bề hăm boi, dễ bề tập hăm boi. Bề tập hăm boi chúng ta có sin hay x, hãy chép lại cái đề để cho mình rộng rãi xíu nè, trừ he lần sin bình x bằng he lần cos bình x. Rồi bỏ hăm luôn. Dạ, bề hăm boi nè. À, chúng ta có sin hay x
Rồi nãy nói rồi, bèn he lặng suy nghĩ có ít à, để viết cho nó ngang hoàng thẳng lối. He lặng suy nghĩ có ít, trừ he lặng xin bình thì cũng không con thiệt làm gì hết. Còn cốt thế á thì viết thành dây à, cốt thế thì em có thể viết là thành là một trừ he lặng xin bình cũng được này, một trừ he lặng xin bình cũng được à, còn nếu em nhóc em có thể viết thành là he à, nếu mà em làm chữ khó á em có thể viết thành là he lặng cốt bình trừ một cũng được này, có rất là nhiều cách viết mà cách môi em dễ cũng được hết trơn á, trừ một đó, he lặng cốt bình trừ một cũng được, hay là một trừ he lặng xin bình cũng được, nhưng mà thầy thấy ở đây có một trừ chỉ có he lặng xin bình này. Viết thành he lặng xin bình luôn cho hắn chung chung đấy, biết đâu rút được với nhau. Dạ yeah. Rồi trở lại bài toán, chúng ta chuyển tất cả những cái mà chúng ta có được qua vế bên đây vậy này, trừ he lần sinh bình này. Ở đây chúng ta có he nhân một bằng he chuyển qua thành trừ he, he nhân trừ he là bằng trừ bốn, thì chuyển qua thành cạn bốn đúng không, bốn sinh bình. Dạ yeah. Chuyển cái tất cả bò bên đây qua phía bên này thành cái này à, khi mà làm bài toán thì để giáo viên có thiện cảm chứ thì đừng làm như thầy ấy. Chỗ này có giáo bàn này, mấy cái giáo bàn của em á nó đang kiểu như là nó đang thẳng hòn một chút đó, rất là người ta rất là thích luôn à, gặp thầy thầy cũng thích à, những cái giáo bàn nó thẳng hòn một chút, nhưng mà thầy bây giờ làm được còn viết nó dư là không đó, cả lại em ấy. Ở đây chúng ta có he lặng suy nghĩ nhân cho cốt tiết, ở đây trừ he xuyên bình, ở đây cạn bóng xuyên bình, cạn he xuyên bình cái gì nữa đúng không, và trừ he bằng không, đây là phương trình đồng bậc. Bởi vì đang đã thầy nói là toàn là bậc he hết mà vẫn có dư số he rồi thì thầy vẫn gọi hay là phương trình đồng bậc, thì đó là cái lưu ý của mình này, nếu mà có một cái số nó thừa rồi á thì chúng ta vẫn coi nó là phương trình đồng bậc, thì phương trình đồng bậc bởi nó thầy dễ ra, chúng ta xét này để dễ được phương trình này á, có các bước xét cos x bằng không à, xét cos x bằng không, xem được cos x bằng không có phải là nghiệm của phương trình hay không à, thì tương đương với x bạn bi trên he cạn với coi bi, và cái cách để chúng ta xem nhanh nhất á là chúng ta xem mùa nhốt bàn à, đây là cái phần chúng ta nhốt này à, mùa nhốt chúng ta làm những công việc sau đây, em thấy he sin cos không mà có bờ cos bằng không rồi thì bởi lồn ra cái này toàn bộ này bằng không rồi này, và có một cái lưu ý là nếu mà cos bằng không thì chúng ta sẽ có một cái dữ kiện đó là sin bình bằng một, lưu vô luôn này sin bình bằng một. Chẳng là em thấy này he nhân một trừ he bằng không thì đây có phải là điều đúng không, đúng đúng không, he nhân một bằng he trừ he bằng không thì đúng, có nghĩa là với cos bằng không á thì nó thỏa mãn, cho nên tới chỗ này là mua nhóp vậy, em thấy cái đoạn thức là he trừ he bằng không là cái điều đúng này, cho nên em sẽ ghi như thế này, xét cos x bằng không tương đương với x ta thấy đó, phương trình đó, phương trình nó tương đương với he nhân không cạn he trừ he bằng không, vậy x bàn bi trên he cạn co bi là một họ nghiệm của phương trình, là một cái họ nghiệm của phương trình. Đó là cái bước xét cos x bằng không. Sau cái bước này á sẽ là cái bước xét cos x có không. Mình phải chặt chẽ. Luôn luôn là phương trình đồng bậc, luôn luôn có hai cái yếu tố này. Và nếu như màu nã mà em nhốt á nó sẽ ra cái không, nó không ra cái đúng đúng gì ra, ví dụ như ra là ba trừ he là bằng không đi thì cái điều là xe đúng không, em ghi là xét cos x bằng không x bằng cái này thì phương trình nó tương đương xét cos x bằng không to thái cos x bằng không không phải là nghiệm của phương trình nữa không à, trang trường hợp mà nó có nghiệm á thì chúng ta còn lồn cho nó dông về ra một chút nữa à, để cho nó rõ ràng, còn nếu trong trường hợp nó không có nghiệm á thì chúng ta ghi thẳng luôn xét cos x bằng không ta thấy cos x bằng không không phải là nghiệm phương trình, được chưa? Nào xét cos x có không em sẽ lồn tiếp theo chữ chia này, chia hai vế phương trình
cho cốt bình ý. Đó, bước là đây chia này, ghi là hết này, hai lần xin cốt mà chia cho cốt bình cạn với hai lần xin bình mà chia cho cốt bình, trừ cho hai lần cốt bình, đã chia lá cái này này, chia tất cả cho cốt bình hết. Bên này là không mà chia cho cốt bình là bằng không, là không nói gì nữa. Wow. Tiếp theo chúng ta có cốt chia cốt là bắt nó một cốt, sin chia cốt là bằng tan, ở đây chúng ta có hai lần tan. Ok, cạn với sin bình chia cốt bình là bằng hai lần tan bình, đúng không? Rồi nó còn trừ hai phần cốt bình xử lý ra thì mình sẽ có một cái hàm đẳng thức mà mình ghi ở cái bề trước là đấy. Đó, đánh giá của mình. Khi mà em có một phần cốt bình thì em hãy nương theo công thức này mà em nghĩ ngay tới cái thòn tan bình. Em nhớ này, một phần cốt bình là bằng tan bình cạnh một, tan bình cạnh một. Cho nên ở đây là trừ hai phần cốt bình là bằng trừ hai, là bằng trừ hai mà nhân cho một phần cốt bình, đúng không? Một phần cốt bình chúng ta thay bằng tan bình x cạnh một. Đó, cái bề lượng gió em sẽ có những cái trường hợp là cái cách dễ, đôi khi cách dễ của em nó sẽ nhanh hơn cách dễ của thầy, đó là điều bình thường, đúng không? Tại mình dễ tới đây thì mình sẽ tương đương đó. Đây phó rồi hết em mày, ở đây chúng ta có hai lần tan bình mà trừ hai lần tan bình hết ra này, ở đây có hai lần tan bình x ghi lẹ này, trừ cho hai thôi. Đó, giờ có gì còn nữa đó, và tới đây dễ được đó mà, ở đây chúng ta dễ là tan x thì bằng một, tan x bằng một, ship tan một cái mày, ship tan một chúng ta được tan x bằng tan của bi trên bốn, x bằng bi trên bốn bằng cỡ bi, cách thấp cái bề này. Đó là một cái bề phương trình đồng bậc mà người ta giáo kiến dự kiện một chút, bàn những cái công thức của mình lau ra cái dự kiện để mình có thể làm được. Okay. Nhớ có cách, nhớ cái có bước để xử lý phương trình đồng bậc, đó là xét cos x bằng không, chỗ mô có sin bình thì hãy thay bằng một, sau đó xem thì biểu thức của mình nó có đúng hay sai, xét cos x có không chia cả hai vế phương trình cho cos bình. Okay. Rồi, đây nữa em. Mấy bề trước mà là mấy bề khóa rồi em nè, chưa cần phải làm đâu, bây giờ giữa thầy giải cho em mang cái bề mà sao nó chỉ xét những cái bề mà nó cần làm theo sinh cốt dưới này như này chương trình sinh cốt này. Rồi, thế thì mình sẽ quay lại cái lớp bài tập vẽ phương trình lượng gió cơ bản ha. Dễ ra sang bên kia, còn thời gian thì dễ bên kia. Các phương trình này rất là dài, phương trình này rất là dài, em nhanh dạ. Tóm tài, tóm tròn. Mình còn lưu ra. À, nhớ tập này không? Nói này. Đấy. Vấn đề này thì
À, rồi nó về, nó bề nam này, thầy sẽ lấy bề nam về. Bề này nè, thấy bề, anh thấy bề 15 không? Mặt đề 15. Có bao nhiêu giá trị nguyên của thông số m để phương trình có nghiệm? À, thì mình nhớ này, cái phương trình bằng cái dọn á là mình ghi cái lưu ý của mình. Là phương trình có dọn là sin x bằng m hoặc là phương trình cos x bằng m. Nó có nghiệm. Khi và chỉ khi m của mình á nó phải thuộc trong khoảng từ từ 1 tới 1. Dạ, nhớ cái này. Cái này, bề này là mấy thế? Bề này chúng ta có bề 13. Là cái phương trình hắn là 3 lần sin hay x. Đây mình càng càng không. Đầu tiên chúng ta đưa từ cái dọn này này, về cái dọn này cái đã. Chúng ta mới rút lại. 3 lần sin hay x thì chuyển bằng m qua đây à, chuyển bằng m qua đây chuyển thành là m bình chuyển nam lên là trừ nam đúng không? Thế thì sin hay x nó sẽ bằng m bình trừ nam mà chia 3 đúng không? Chia 3 xuống đây này, cái đó em ghi là để phương trình có nghiệm tương đương với thầy để gì với thầy m bình trừ nam phần 3 đúng không? Ở đây là m thì cái phía bên vế bên m m đây phải thuộc trong đoạn từ trừ 1 từ cuối 1. Ở đây là m bình trừ nam phần 3 thì m bình trừ nam phần 3 cũng phải thuộc từ từ 1 tới 1 đúng không em? Đó quá rõ ràng điều đó từ 1 tới 1 đó, với bằng sin hết mà bằng sin thì phải làm từ trừ 1 tới 1 thì phải có nghiệm được. Thì hắn nam từ trừ 1 tới 1 á, hắn có nghĩa là lớn hơn bằng trừ 1 và nhỏ hơn bằng 1. Còn gì nữa, nhân số 3 đây nè em này, nhân số 3 qua hai bên này, chúng ta có trừ 3 lớn bằng m bình trừ nam nhỏ hơn bằng 3 đúng không à? Cái đưa số nam qua hai bên là m bình lớn bằng đúng không à? Giống như cái việc mình vẽ co đúng không, mà bình chúng ta quen thuộc cái việc này rồi, chuyển vế đảo giáo, nhưng mà chuyển á, là chuyển qua hai vế luôn, vế trước vế sau luôn. Đưa số nam qua đây là trừ nam mà chuyển qua đây là thành cạn nam nè, cạn nam mà trừ ba là bạn cạn he, cạn nam mà cạn ba là bạn cạn tóm đúng không? Vì vậy có bao nhiêu giá trị nguyên để bao nhiêu giá trị nguyên thì mà bình nó nằm ở giữa này thì có bao nhiêu giá trị nguyên thỏa mãn. Ở đây á, thật ra là nó có rất là nhiều cách để em lồn, nhưng mà cách nhanh nhất đó mình đề nghị là cái cách mà em nhẩm này, nhẩm lồng ra. Chúng ta có do giả dụ đi, giả dụ m bằng 1, em thấy nó thỏa mãn không? M bằng 1 thì nó không thỏa mãn. 1 bình. M bằng he thì có thỏa mãn không? M bằng he có. M bằng he được á, thì nó sẽ kéo theo cái m bằng trừ he cũng được luôn đúng không? Qua đây khi đó m bằng 3 được không? Không được nữa đâu. M bằng 3 thì m bình bằng 9 rồi, không được nữa đâu. À, cho nên chỉ có he giá trị thỏa mãn m bằng 4 không được nữa đâu. M he giá trị mà chọn đáp án là B. Ở đây á chúng ta có cách để dễ cái này, nhưng mà không cần thì ở theo cái cách mình đoán đoán thôi đó, ngồi đoán ngồi thử 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 dĩa đúng không mày, tương tự về 16 hoàn toàn đúng nha. Đó, ra là anh thầy dễ bề 17 cho em cô này, bề 17 này chúng ta có phương trình là sin của cos à, trước khi là bề 17 thầy chợt nhớ ra một cái dọn toán đó là à, em nhớ cái bề đào không, cái bề đào là bề bề hồn số lượng gió à, là nó sẽ có cái dạng toán này nè, nhắc lại thì có còn nhớ hay không, cái dạng toán của mình là dạng toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hồn số lượng gió. Mấy đứa xem lại thế này, mình sẽ có một cái đề như thế này, người ta biểu mình tìm cái đề bài á
là cho cái hàm số y bằng hai lần sin của hai trừ cho pi trên 3 mà cạnh cho mà trừ cho 3. Đó. Tìm tập giá trị. Tập giá trị của hàm số. Đây là một bài toán thuộc cái bài học thứ nhất của mình là về hàm số. À, đầu tiên em phải hiểu tập giá trị là gì. Tập giá trị chính là một cái tập mà nó sẽ đi từ giá trị min tới giá trị max. Nhớ nè, là nó sẽ đi từ giá trị min của hàm số tới giá trị max. À, giá trị min của hàm số chứ không phải giá trị min tới giá trị max của hàm số. Cho nên để tìm được tập giá trị của hàm số á, em phải đi tìm min max của hàm số nè. Đó nghĩa là em đi tìm giá trị nhỏ nhất với giá trị lớn nhất. Min là giá trị nhỏ nhất, còn max là giá trị lớn nhất. Được chưa? Mà để tìm được giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số này á, em sẽ đi từ cái cơ bản nhất, em có nhớ không? Là cái hàm sin của em á, em nhớ là đây là cách vẽ của mình này. Là cái bờ sin của mình á thì bả sẽ lung lung, dù là sin của cái chi đi nữa, nhớ vậy. Dù là sin trang này là có 1.000x đi nữa thì em nhớ là lung lung lớn hơn bằng trừ 1 và nhỏ hơn bằng 1. Từ cái chỗ này em sẽ bắt đầu phát triển nó ra, phát triển ra cái này nhân số 2 vô, 2 lần sin của hệ trừ đi trên 3 nó sẽ lớn hơn bằng trừ 2 nhỏ hơn bằng 2. Bởi vì đang là mình là nhân số 2 vô, bởi vì mình đang từng bước để mình đưa cái này nè về cái chỗ này nữa đây, à, về cái quan đài này. Sau đó mình trừ số 3 vô, 2 lần sin 2x trừ cho đi trên 3 nhỏ hơn lớn bằng 2 trừ 3 đúng không? À, thiếu trừ 3 rồi. Trừ 3 nhỏ bằng 2 trừ 3 là bằng trừ 1. Lớn bằng trừ 2 mà trừ 3 là bằng trừ 5. Thì có phải đây là hàm y không? Y nè. Lớn bằng trừ 5 nè. Và nhỏ hơn bằng trừ 1 nè. Thì min của y nó sẽ bằng trừ 5. Và max của y nó sẽ bằng trừ 1. Khi đó cái tập giá trị thì tập giá trị nó sẽ là từ trừ 5 tới trừ 1. Đó, đó là một dạng toán mà có thể em đã quen mắt rồi. Đó là cái bề của phần 1 thì à, nếu mà em không quen thì quá tốt đúng không? Tập giá trị của hàm số min max đúng không? Tìm min với tìm max. Đó, mình nhắc lại như vậy thôi. Bây giờ mình trở lại với vấn đề của mình. Đó là cái bề 17 ở trang cái chỗ này, đặt về 17 thì về 17 17 có cái đề là nếu mà sin của cos thấy bằng không thì sao, sin của cos thấy bằng không thì sao? À, thì à, mình sẽ vẽ bằng cách bình thường và tất nhiên người ta biểu vẽ tan nữa nè, cây cái khoảng trục trăm là đây. Đầu tiên mà sin bằng không á thì mình sẽ có cái phía trăm của nó là cos thấy nó sẽ bằng pi trên 2. À, sin bằng không thì bằng mấy vậy? Thì bằng co đi chứ hai sin lỗi. Sin bằng không á thì cos thấy bằng đúng không? Sin của x bằng không thì x bằng co pi. Cho nên sin của cos thấy bằng không thì cos thấy phía trăm cho nó bằng co pi. Được chưa? Rồi. Tới đây á nó không giống những bề mà mình đã hạt rồi thì nó có chữ co mà chỗ này đang mà có cos đây. Mình mới nhớ rằng á là đây này. À, cái hàm cos của mình á nó chỉ chạy trong khoảng từ trừ 1 tới 1 thôi, cho nên vì vì cos 2x của mình á nó chỉ thuộc trong khoảng từ trừ 1 tới 1 thôi, cho nên là để mà phương trình nó có nghiệm á thì co của mình á, co pi của mình á nó chỉ có thể chạy từ trừ 1 tới 1 thôi. À, ok. Thế mình lo mấy đứa mình tìm co. Để tìm co được á thì ở đây mình không mình chia pi xuống này, mình
trừ 1 phần pi. Đây chính là 1 phần pi. Chia pi xuống hai bên nè. Trừ 1 phần pi á, để thầy bấm luôn cho em cua. Trừ 1 chia pi. 0 phẩy trừ 0,314. Đó, trừ 0,314. Nhỏ bằng coi. Nhỏ bằng 0,314. Thì dựa vô kiến thức toán học của mình biết được rằng là coi bằng không, đúng không? Coi bằng không. Coi bằng không. Coi bằng không tức là cos thể bằng co bi là cos thể bằng không, đúng không? Và suy ra cos thể bằng không nhân bi là bằng không. Cos thể bằng không thì thể bằng. Đó, lệ là một cái mà em cần phải nhớ nữa. Cos thể bằng không thì thể bằng bằng bi trên ha bạn với lại co bi. À, em lật lại cái chỗ mua bạn có mấy cái này nghe em, còn nếu mà em không biết lại chỗ mua thì em hủa bọn nghe. À, đừng để kiến thức nó trôi qua, nó trôi lung đi mà mình không biết mà mình ở đâu. Cho nên chia bóng xuống này, chia he xuống mình bóng này, đúng không? Cho nên thành co bi trên he này, bởi vì người ta cần tìm nghiệm trên đoạn từ 0 tới he pi. Cho nên thầy bây giờ thầy sẽ tự luận cho em luôn này. Tự luận chúng ta có vì x nó thuộc trong đoạn từ 0 tới he pi, suy ra sóng nhỏ hơn bạn pi trên 4 cạnh co pi trên he và nhỏ hơn bạn he pi, đúng không? Sau đó chúng ta thực hiện bỏ cái bò pi trên 4 của he pi là thành chúng là thành trừ pi trên 4 nhỏ hơn bạn co pi trên he bằng bạn pi trên 4 qua bên đây là thành trừ pi trên 4. He pi trừ pi trên 4 thì làm ra em bấm he trừ 1 phần 4 nè, he trừ 1 phần 4 là bạn bả pi trên 4, bả pi trên 4 thì phải. Rồi, sau đó tiếp tục em mới lượt bớt đây. Đầu tiên lượt pi này, bỏ pi tất cả các vế này, chia tất cả các vế cho pi. À, thấy mắc pi không? Ở đây có pi, ở đây có pi, ở đây có pi thì làm mắc nó luôn. Sau đó làm ra để lừa ra cái co nữa, nhân cái co này qua hai bên. Em nhớ này, cái gì mà gắn với co á thì chúng ta đều phải bỏ hắn đi hết. Nếu mà số he ở đây này á, chúng ta chia số he xuống. Nếu số he mà ở dưới mẫu á, chúng ta nhân he lên he bên. Thì chỗ này sẽ bằng trừ he phần 4 nhỏ hơn bằng co nhỏ hơn bằng 14 phần 4, đúng không? Thầy mới đem số he từ nhân lên này. He nhân bả là 14 đây, 14 phần 4. À, tiếp tục ở đây chúng ta có là trừ 1 phần không, cũng được, được 1 phần he nhỏ hơn bằng co. À, 14 phần 4 bấm máy tính thì 14 chia 4 bằng à, 3 phít nam à. À, được chưa? À, như vậy tới đây rồi. À, một cái bề nó rất chi là kiểu như là tốn giấy, đúng không em? Đang là mình đóng lại cho con chữ. Co thuộc giấy mà co thuộc cái này tương đương với là co nó bằng có số sao đây, co bằng không này, co bằng một này, co bằng he này, co bằng ba này, được chưa? Không một he ba, nào không một he ba là thỏa mãn. Cái dưới này em phải lồn ra nữa. Thiệt ra là tới đây là em sang cái bài toán này nè, bài 17 không một hai ba có bóng điện cho nó bóng xe này, đúng không? Nhưng mà nếu mà em làm tiếp á, trong một bài toán tự luận á, em ghi là co bằng không thì x bằng máy, co bằng một thì x bằng máy, co bằng he thì x bằng máy, co bằng ba thì x bằng máy nữa, được chưa? Tha thế vào chỗ mua rứa, tha chỗ này này, x nó bằng pi trên 4 cạnh với lại co pi trên 2 tha bằng 0 bằng 1 bằng 2 bằng 3 chỗ này ấy bằng máy. Xong rồi cái bước cuối cùng là cái kết luận, được chưa? Đó, đó, đó. Đó là các bài 17 của mình, chủ yếu là mình viết chỗ này. Đó, hy vọng sao em gặp lại thì em có thể làm được. Cái code của mình nó phải thuộc trong khoảng từ trừ 1 tới 1 thì nó mới có thể có nghiệm được, được chưa? Sao em gặp ví dụ như chỗ này sin bên này là chi đó nữa thì em cũng có thể làm được. À,
cho nên là cái gì đó nhiều hơn, phức tạp hơn, em dựa theo cái cách mà chúng ta phân tích thành cái số co như này để chúng ta suy ra co như đó. Dạ. À, một bề nữa là bề 20 bả, à, cua bộ bề 20 bả mình sẽ có một cái gì đó hơi khó khó chút. Nghiệm của phương trình hai lần sinh x cạnh màu được biểu diễn trên đường tròn lượng giót như hình bay là những điểm nào? À, chúng ta có hai lần sinh x cạnh màu bằng không thì x bằng mấy, đúng không? Bề 20 bả thì sinh x bằng trừ 1/2, rất là nhanh gọn đúng không? Hai lần sinh x cạnh một bằng không, x bằng trừ 1/2. Sau đó ship sinh của trừ 1/2 chúng ta được ship sinh trừ 1/2 được trừ b trên 6 em, trừ b trên 6. Sau đó ghi công thức nghiệm ra x bằng trừ b trên 6 cạnh co he bi hoặc là x bằng bi trừ bi trừ cho trừ bi trên xá cạnh co hai bi, mà nó sẽ bằng trừ bi trên xá cạnh co hai bi. Ô gì đây, trừ cho bi trên xá cạnh co hai bi, hoặc là ở đây là bằng chỗ này á, em làm cái gì em bấm là màu trừ cho trừ 1/6 ấy, màu cạnh cho 1/6 là nó sẽ được bả phần xá, nó sẽ trừ nghe bả bi trên xá cạnh của co hai bi. Bây giờ làm ra để xác định được hai cái nghiệm này này thì nó là điểm gây tan mấy cái điểm ABCDE thì là mình lo đây. À, cách làm của chúng ta như là cách lớp 10 đó, lớp 10 mình đã làm những cái bài toán như đây rất là nhiều rồi. Ví dụ thầy, ví dụ dây này trừ bi trên xá thì em làm ra em phải hiểu rằng á, là trừ bi trên xá nó sẽ phải là một cái điểm gì đó mà phải đi ngược, đi ngược đúng không? Bởi vì đi ngược cái chiều dương, chiều dương chúng ta là chiều này này này, đây là chiều dương, chiều dương là chiều ngược đồng hồ ấy, cho nên là nếu mà trừ bi trên xá phải đi theo chiều âm, đi theo chiều này, mà đi theo chiều này một khoảng bằng bao nhiêu? Một khoảng bằng bi trên xá. Em phải hiểu là bi trên xá bằng bao nhiêu? Bi trên xá đó chính là 30 độ, cho nên em đi 30 độ thôi, nay vừa đủ 30 độ này đúng không? Đó, cho nên hát là điểm như này là điểm ấy, mà biểu diễn cái nhánh thứ nhất này. Đó, ok. Sau nào tới bả bi trên xá thì nó nằm ở đâu? Bả bi trên xá thì em phải hiểu rằng nó lớn hơn một bi rồi đúng không? Bả phần xá mà thì lớn hơn một, lớn hơn một bi, một bi lại chỗ mô, một bi lại chỗ này nè nè, một bi lại chỗ này nè nè, cho nên bả bi trên xá là phải đi theo chiều dương này và vượt qua cái này một chút thôi đúng không? Cái số bả phần xá thì nó sẽ vượt qua cái số một một chút thôi đúng không em? Vượt một chút thì nó vừa đến cái điểm A này đúng không? Nó vượt bả phần xá thì nếu mà kỹ chứ nữa em sẽ bàn là màu em cạnh với lại một phần xá đó đúng không, tức là bả phần xá bi á là bằng bi cạnh với lại bi trên xá, em bi được một bi rồi nè, em đi thêm bi trên xá rồi đó, bi trên xá là đúng bằng 30 độ luôn, y cái chỗ này luôn, tính a ấy là đáp án của mình này đó, cách mình làm cái bài này, cái bài này là cái bài mà nó không giống những bài trước nhưng mà nó giống lớp 10 đúng không, mình học lớp 10 rất là dữ rồi mình làm được cái bài này chứ. À, bài 23B này đi à, hay nhắc lại chúng ta vẽ ra xong rồi mình dựa vô những cái ví dụ như trừ bi trên xá thì đi ngược chiều dương này, bả bi trên xá thì đi qua cái bi một chút này, được hai cái này. Bài 51 tìm tất cả giá trị thực của thông số m để phương trình nó vô nghĩa, nhìn vô thì thấy nó khó lắm nhưng mà đơn giản là ở đây cos x trừ m bằng 0 á thì cos x bằng m đúng không, để mà cos x bằng m mà có nghiệm thì ra thì m nó có thuộc trong khoảng từ trừ 1 tới 1 thì có nghiệm đúng không em, có nghiệm thì m thuộc trong khoảng từ 1 tới 1 thì vô nghiệm á thì mà nó sẽ không thuộc trong khoảng từ trừ 1 tới 1 nữa đúng không, không thuộc thế thôi, mà không thuộc trong khoảng từ trừ 1 tới 1 thì thuộc trong khoảng nào, nó lại liên quan tới lớp 10, kiến thức tập hợp của lớp 10. À, đây
là từ trừ vô cùng tới cạn vô cùng. Đây là cái đoạn từ trừ một đến một, và nếu mà không thuộc cái đoạn này á, đúng không, thì sẽ thuộc từ trừ vô cùng tới trừ một và thuộc từ một tới cạn vô cùng, đúng không? Đáp án A hoặc là đáp án B. Bây giờ mới hiểu là đáp án A đáp án B, thì đáp án là đáp án A này, bởi vì đang đấy, bởi vì ở đây này hắn là dấu vuông này, này khi mà mình lấy không thuộc á thì mình phải lấy dấu tròn, giống như là mình thuộc, mình thực hiện phép trừ, mình thực hiện phép trừ, thì nếu mà không thuộc thì lấy dấu tròn ngay nhá, ấy không thuộc lấy dấu tròn, nếu mà thuộc thì lấy dấu vuông, đúng không? Và nếu mà không thuộc thì lấy dấu tròn như này, này đó ta năm móc. Tìm ba gác của tam giác căn, biết rằng số đo của một gác là nghiệm của chương trình này. Hai làm thử, làm như bài vẽ luôn nè. Ở đây ship code 1 phần 2, chúng ta được cái số là để của nè, ship code trừ 1 phần 2, 2 bi trên 3, 2 bi trên 3, hai bên ba tương đương với thấy bàn hai bên trên ba cạnh với co hai bên, hoặc là thấy bàn giang bàn trừ hai bên trên ba. Đây là hồng cốt nha, cho nên là chúng ta phải là hai bên trên ba hoặc là trừ hai bên trên ba mới đúng. Sau đó tương đương qua đây này, x bàn, x bàn ở đây là chia xuống này là hàng bi trên ba cạnh với lại co bi, ở đây chia xuống thành trừ bi trên ba co bi, chia tất cả cho he này, chúng ta he 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 rút này, he 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 rút này, mà hắn là gác của một tôm giót em, thì hắn không thể là số âm được, chúng ta tạm thời bỏ qua cái bờ này đi, hãy số âm được đúng không, âm là số âm được, à có thể là số âm không nhỉ, cũng có đó chứ. Thầy xin lỗi, có thể số anh đà, chúng ta xét cái trường hợp thứ nhất, xét cái trường hợp thứ nhất đó là cái trường hợp là x bàn bi trên ba cộng với co bi, thì một góc của một tam giác á thì chắc chắn nó phải thuộc trong khoảng từ không tới bi, bởi vì đang ra em thầy muốn cho em biết mà bi là bằng bao nhiêu, bi là bằng 180 độ, thì một góc của tam giác á thì không thể lớn hơn 180 độ được, bởi vì tổng ba góc của tam giác á thì nó sẽ bằng 180 độ rồi, cho nên là nếu mà góc tam giác á thì nó phải nằm trong khoảng từ không tới bi, cho nên giống như chúng ta vẽ phương trình đi trên khoảng từ không tới bi đó em, đúng không? Đó. Cho nên là nếu mà x thì x nó chỉ có thể là bi trên ba mà thôi, em nhớ cái âm mà nằm ở giữa cái ông mình mà đứng ở giữa một cái quãng đường không, thì đây là mình xét từ không tới bi vậy, bi trên ba nó vừa đúng nằm ở giữa quãng đường này luôn nè, mà nếu mà em cạn với một bi nữa tức là em sẽ nhả đúng một bi nữa ra khỏi quãng đường này, hoặc là em cho bi bằng trừ một thì nó sẽ ba ra khỏi này, cho nên một cách rất là nhanh chúng ta nhẩm được rằng là nếu mà x bằng bi trên ba cạnh co bi á, x chỉ có thể bằng bi trên ba thôi, đúng không? Bi trên ba thì ra ra một cái tam giác căn em, tam giác căn mà có một góc bằng bi trên ba, bi trên ba là bằng 60 độ đây, thì nó là tam giác đều đó, đúng không? Tam giác căn mà có một góc là 60 độ thì nó là tam giác đều, và hai góc còn lại đó, thì nó cũng bằng 60 độ luôn, ba góc đều bằng 60 độ hết này, nên ba góc là bi trên ba, bi trên ba, bi trên ba đó. Nhưng mà chưa hết, chúng ta vẫn còn một trường hợp thứ hai nữa là x bằng trừ bi trên ba cộng với lại co bi, thì đối với cái này á thì chúng ta mới nhận, tất nhiên là mình cũng phải vẽ cái phương trình này trên khoảng từ 0 tới pi rồi đúng không, khi vẽ chúng ta nhớ rằng là cho coi bằng 0, chúng ta mới nhẩm nhẩm này, cho coi bằng 0 thì x nó sẽ bằng trừ pi trên 3, lúc này không thuộc rồi em ơi, không thuộc đúng không, mà trừ pi trên 3 là dấu trừ mà đang thuộc trong khoảng dương được, từ 0 tới một số dương mà dương này dấu trừ không được, nên nó sẽ coi bằng 1, coi bằng 1 thì x bằng, cơ bằng một thì x bằng
trừ pi trên 3 mà cạn với 1 pi là bằng 1 trừ cho 1 phần 3, x bằng 2 pi trên 3. Đó, cho nên cái góc của cái tam giác này á nó sẽ bằng 2 pi trên 3. Mà 2 pi trên 3 á là bằng 2 nhân 180 chia 3 là bằng 120 độ. Tam giác căng mà có một góc bằng 120 độ thì hai góc còn lại bằng bao nhiêu? Đúng không? Trang tam giác căng mà có một góc bằng 120 độ thì hai góc còn lại bằng bao nhiêu? Bởi vì ba góc của hắn á cạnh lệ sẽ bằng 180 độ mà hai góc thì bằng nhau nữa. Đúng không? Cho nên chúng ta sẽ có là chỗ này đặt là x này, chỗ này đặt là OA đi. OA này chúng ta sẽ có là OA cạnh với OA cạnh với 120 độ thì bằng 180 độ. Bởi vì đang thầy là quay về độ, bởi vì em không quen làm việc với pi cho nên thầy quay về độ. Nhất là bài toán này một cái trắc nghiệm nên có việc trình bày chúng ta không quan trọng lắm. Suy ra OA là bằng 30 độ. 30 độ bây giờ chúng ta quay về pi để có kết quả là pi phân xá này. Đó, cái cạnh thứ hai của mình á là 2 pi trên 3. À, cái bộ thứ hai của mình á là 2 pi trên 3. Pi phân xá. Pi phân xá. Đó, thế thì chúng ta đã có đáp án B rồi, đúng không em? À, cái bộ thứ nhất là pi trên 3, pi trên 3, pi trên 3 trong góc đều. Bộ thứ hai là cái này. Đó, là tam giác nhé, vẽ cái phương trình trên khoảng từ 0 tới pi. Thì hắn là một tam giác đây. Đề như đây. Đề như này, nhưng nó cũng khó chút nữa. Không biết là vẽ đề này cho em chưa, nhưng mà bây giờ mình phải vẽ lại cho em. Đề 62 nè em này. Nếu chúng ta có cái phương trình là cos của 2x cạnh cho cos x bằng 0. Phương trình này nó có thể vẽ bằng hai cách. Nếu mà em hạt cái bề phương đạt ẩn phụ rồi á, em thấy nó sẽ, em không biết người ta thấy không, đúng không? Chúng ta có cos của 2x này thì có thể đưa về là 2 lần cos bình x trừ 1 được, đúng không? Cho nên ở đây cách 1 á em có thể đưa nó về là 2 lần cos bình x trừ 1 cạnh cho cos x. Khi em đưa như vậy thì nó một cái phương trình toàn là cos thôi, nên em sẽ đạt cos phần tia thì rồi em vẽ, hoặc là em bấm máy tính ngay. À, em sẽ được là cos x bằng là cos x bằng, nó mới tính ngay là hệ số là 2 1 trừ 1. Có thể bấm cho em cửa này, 2 1 2 1 trừ 1, nó là 2 1 trừ 1 ngay chứ không phải là 2 trừ 1 1 đâu này. 2 t bình cạnh 1 t trừ 1, 1 phần 2 với lại trừ 1. Đó, 1 phần 2 với lại trừ 1. Đó, đúng không? Nó nói ta nói dễ tiếp, đúng không? Đó là cách thứ nhất. Nhưng mà tất nhiên là cách thứ nhất nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với cách thứ hai mà thầy sắp nối cho em đây. Nhưng mà cách thứ hai nó sẽ linh hoạt hơn trong một số trường hợp. Em sẽ làm đây này, em sẽ chuyển cái bộ code qua đây. Chúng ta sẽ có code của hệ x thì bằng trừ có đi. Đó, có thể là trừ có đi. Sau đó nếu mình biết được rằng á, mình biết được cái là nếu mà mình có hai cái cos bằng nhau luôn á thì mình xử lý nó nhanh luôn. Nhưng mà nếu mà cos bằng trừ cos thì mình sẽ làm ra. Thì mình mới nhớ là lớp 10 mình có một công thức như thế này. Công thức của mình là sẽ bằng là cos của x cạnh một bên. Đó, anh nhớ nha. Cạnh với lại một pi á thì nó sẽ trở về dấu trừ. Cái này là hai cái này có thể đưa về nhau, đưa về nhau được. Và khi mà đưa về như vậy á thì cos A bằng cos B, em có thể áp dụng công thức nghiệm của Hồng cos trong trường hợp này là áp dụng ra cos A bằng cos B thì A bằng B cạnh với coi 2 pi, hoặc là A bằng trừ B, đúng không? Không cốt mà cạnh với có hai bi. À, thì đó chúng ta giải tiếp chuyển bằng x qua đây thành x bằng bi cạnh với có hai bi, hoặc là bên này chuyển trừ x qua đây là 3x bằng trừ bi cạnh có hai bi, ra chia số 3 xuống mặt sai, đúng không? À, cách dễ cái bài này. À, có hai cách dễ ấy, chúng ta nắm được hai tư duy này. Một là có cos 2x thì nghĩ ngay tới công thức này. Nếu mà có cos, hoặc là công thức 1 trừ 2 lần sin bình nếu mà có sin.
Mà nếu mà đây thì chúng diễn qua đây chúng ta nghĩ tới cái cách dễ, phương trình diễn dễ cơ bản. Cái bài này thì tất nhiên chúng ta dễ theo cách main, cách hang chuyển code qua luôn thì nó có dọn luôn chứ không cần biến đổi gì cả luôn, thấy không? Code hay bằng code x này này dễ luôn đó, dễ luôn bằng công thực nghiệm luôn này. Code a bằng code b dù là x nó nằm ở hai bên nhưng mà mình vẫn dễ được nha, chứ không phải là bên bên một bên phải có x một bên có số thì mình mới dễ nghe, đúng không? À. Rồi thế thôi, con rồi đó, con tiếp rồi đó. À, sync bằng code thì dễ ra, sync bằng code thì chúng ta viết sync như này, code đó thì chúng ta viết lại thành là code thì chúng ta sẽ viết nó thành là sync của b trên hai trừ x này, code thì viết thành b trên hai được. Sync bằng sync thì em dễ rồi, theo công thức nghiệm hồng sinh, sync a bằng sync b thì a bằng b x bằng b trên hai trừ x cạnh coi hai b, hoặc là a bằng b trừ cho cái này, đúng không? Công thức nghiệm của hồng sinh đây, b trừ cho cái bài này à, cạnh coi hai b, và chú ý giáo này, phó phó ngoặc ra thì phải chú ý giáo này. Đó là cách thứ nhất. À, chúng ta có một cách thứ hai nữa, rồi nhanh hơn nữa. Em làm mấy em này, cách thứ hai của bài này nghe, em chia code xuống, em đó là sin x chia cho code x bằng mấy em, đúng không? Chia code xuống thì cộng một em, tức là tan x, tan x bằng một, tan x bằng một thì x bằng, tham tan x bằng một thì tan x bằng đó, tan x bằng một thì tan x bằng tan của shift tan một cái này, shift tan một được b trên bốn, tan x bằng tan b trên bốn, x bằng b trên bốn cạnh coi b, xong xong rồi xét trên khoảng này thì nó có bao nhiêu nghiệm à, nên hai cái nhân nhau thì từng cái một bằng không này, đúng không? Rồi cái này nữa ha, cái này thì sai thì nó được hơi biến dọn một chút, đúng không? Bài này thì cũng thế, đúng không? Bài này có hai cách dễ, đúng không? Bài này em sẽ viết là bài cuối trang đây này, ở đây em có sin x nên em sẽ viết là thành là cách một này, sin x cos x em viết thành là một trừ hai lần sin bình x, ở đây em đặt sin bình x bằng t hay là bằng mấy luôn đó. Hay là cách hai em cũng có thể viết là thành là sin x, ở chỗ này là cos x đúng không, cos x thì em viết thành sin của b trên 2 trừ x, à, cos của a là bằng sin của b trên 2 trừ a, từ đó em có sin a bằng sin b, em tiếp tục giải thích cũng được à, linh hoạt đấy nhé, linh hoạt là được à. Bài này em rất biến đổi rồi chút là được à. Bài chín này, bài chín tư thì hai cái nhân lệ bằng không này, thì cái này bằng không hoặc là cái kia bằng không, nhưng mà bài chín tư nó có thêm một cái để lồn nữa là tập xác định, tập xác định nó sẽ là d bằng 4 trừ x bình lớn bằng không, nó máy tính này x trả từ trừ 2 tới 2, tức là em phải giải cái phương trình ở trên đoạn từ trừ 2 tới 2, mà giải cho phương trình trên một đoạn á, một khoảng á, em đã làm rất là nhiều bài trước rồi đúng không? Đó, giải cái này à, và tất nhiên thầy sẽ gửi cái file giải của cái này lên cho em dễ theo dụ á. Rồi à, ok còn em xá rồi, mình sẽ nghỉ tại đây, mình sẽ kết thúc bài học tại đây rồi, à, chào mấy đứa nha.